Thưa quý vị, ngày 30 tháng 3, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến khảo sát địa điểm căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ thời kháng chiến chống Mỹ tại huyện Phong Điền. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố Cần Thơ. Đoàn đã đến khảo sát nơi đóng quân của căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ tại nhà của gia đình bà Phan Thị Yến Anh, vợ ông Lê Bá Thọ, nhà nằm trên tuyến lộ Vòng Cung tại ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh và nhà của gia đình ông Lê Bá Tồng tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh. Đây là nơi từng đóng căn cứ của lãnh đạo thường trực tỉnh ủy Cần Thơ và các cán bộ cấp cao với chòi lá làm việc và những hầm bí mật. Địa điểm này khi ấy còn tiếp giáp với các bộ phận ở Xà No Cạn, Rạch Sung, vân vân. Hiện nơi đây gần với địa điểm xây dựng khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, nơi mà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nổi tiếng là vùng đất lửa của Cần Thơ, là tuyến đường có vị trí quan trọng đặc biệt về lĩnh vực quân sự, nơi ghi dấu sự hy sinh xương máu của biết bao đồng bào, đồng chí trong những năm tháng chiến tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân dân Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Qua khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý lãnh đạo các ban ngành thành phố và huyện Phong Điền cần lưu giữ các địa điểm là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử để tôn tạo, làm nơi giáo dục cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.